Ủa chị, event chỉ mới bắt đầu thôi, chị mà về sớm như vậy, lỡ các đối tác muốn gặp chị thì sao? Ở đây các cô gái trẻ đẹp thiếu gì, đâu có cần tới tôi. Mà nè. Dạ. Cậu ở lại đại diện cho công ty, có ai hỏi gì về tôi á thì chống chế giùm. Dạ. Có chuyện gì báo tôi biết nghe không? Dạ em biết rồi. Tính tiền em ơi. Anh. Ừ? Cái gì vậy? Em có thai. Giờ anh tính làm sao? Tùy em thôi. Là sao? Nếu như em muốn sinh thì em cứ sinh đi. Và chịu trách nhiệm với nó. Chị ơi, chiều hôm qua anh Dũng có ghé đây đó chị. Rồi sao? Thì anh nói gọi điện cho chị mà không có được. Anh có nói gì không? Anh nói là gặp chị để có hợp đồng hay là đơn đặt hàng gì đó, nhưng mà lại bảo gặp chị mới nói. Dạ em chào anh, mới nhắc anh tới liền luôn á. Linh thiệt. Làm như người ta là cái gì linh thiêng, cô Hồng hả? Linh thì nói vậy thôi cho nó vui mà. Vui sao mặt kỳ vậy hả? Mấy nay làm gì anh gọi điện cho em không được? Điện thoại bị gì hả? Má em có bị gì đâu. Sao anh gọi bận máy không à? Em bận thiệt mà. Bận sao thấy cuộc gọi của anh không gọi lại cho anh? Ủa? Anh đã quên, chính anh là người đưa ra quy định. Em không được phép gọi điện thoại cho anh. Trừ khi anh rảnh anh sẽ chủ động gọi cho em mà. Anh quên. Nhưng mà đôi lúc em cũng phá lệ vậy. Thì khi nào cấp bách lắm thì em mới phá lệ thôi. Nhưng từ bây giờ em sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa. Trừ khi em được tự do mà em gọi cho anh bất kỳ lúc nào mà không phải sợ ai hết. Mỹ à, em với anh đều không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng nó vẫn tồn tại giữa em và anh. Chuyện mà em với anh lén lút nó rất là khó chịu, nhưng vẫn ở đó mà. Vậy bây giờ em muốn làm sao đây? Những gì em muốn thì anh không thể làm được. Em cũng thừa biết là anh không lấy làm được chuyện đó mà. Anh không thể ly dị được. Bộ anh không muốn hả? Anh đâu có nghĩ gì đâu. Nếu em muốn thì em cứ xin. Chẳng phải là phụ nữ nào cũng đều thích làm mẹ hay sao? Thì tất nhiên là vậy. Nhưng ai cũng muốn con mình có đủ mẹ đủ cha hết. Ngay từ khi lần đầu gặp em, anh đã sòng phẳng rõ ràng chuyện anh đã có vợ. Và anh sẽ không bao giờ có điều kiện để mà bỏ vợ đi lấy người đàn bà khác. Vậy thì anh đừng nói nữa. Ủa em sao vậy My? Tóm lại là giờ em muốn sao? Em muốn chấm dứt đúng không? Cái này anh tự nói chứ em không nói à. Là sao? Đâu có sao đâu. Anh đã cố gắng làm những cái điều tốt nhất cho em rồi. Làm những điều tốt nhất cho em là những cái hợp đồng mà anh cho là lớn, anh đem về cho em coi như là ban phước cho em đó hả? Thật ra đó là những hợp đồng cò con mà vợ chồng anh không muốn, cho nên mới đưa qua cho em. Những điều tốt nhất anh có thể làm cho em là thỉnh thoảng lén lúc gặp nhau, mà lúc nào cũng phải coi đồng hồ. Những lúc em chưa được vui vẻ trọn vẹn á thì là sợ trễ giờ đưa vợ yêu anh đi chơi. Đó là những điều tốt nhất anh có thể làm cho em đó hả? Vậy chứ bây giờ em muốn cái gì? Em muốn nhiều hơn hay sao? Đúng.
Em cũng đã đồng ý với thỏa thuận này rồi mà, đúng không? Vậy thì em đừng lấy bất cứ lý do gì để mà thay đổi suy nghĩ của anh, thay đổi anh, mà hãy học cách chấp nhận hoàn cảnh của mình đi. Còn nếu làm không được á thì đừng ai nói đi. Nếu anh không muốn, em sẽ không xin. Chỉ sợ sau này mình có muốn cũng không được nữa. Thiệt tình á, anh không muốn em bị thiệt thòi. Em suy nghĩ kỹ đi. Bởi anh đâu có cấm được em có con. Với lại thời bây giờ á, chuyện single mom là chuyện bình thường. Xã hội đâu có lên án những người phụ nữ chủ quan đâu. Với lại anh sẵn sàng chu cấp tiền để em nuôi dạy con. Chỉ có điều là em nên nhớ thỏa thuận giữa hai chúng ta. Không ai làm phiền ai. Không bao giờ được đòi hỏi danh chính ngôn thuận. Còn nếu như em không làm được hay anh cảm thấy bị làm phiền á, thì chúng ta chấm dứt từ đây. Em thấy sao? Em hiểu rồi. Em muốn nhiều hơn mà em muốn không? Em tưởng có chuyện gì. Em xin lỗi. Thôi bỏ đi. My à, bữa nay anh tới đây chủ yếu chỉ muốn báo cho em biết là tuần sau xe về, báo cho khách hàng chuẩn bị hợp đồng là nhận tiền. Cảm ơn anh. Em không nói chuyện với anh bình tĩnh hơn được sao? Thì anh nói đi. Em à, bao nhiêu năm nay mình vẫn bình yên như vậy, anh vẫn hài lòng với hiện tại mà. Anh hài lòng, nhưng em thì không. Dạo này em khác lắm nha My. À, dạ thưa sếp. Ừ? À, có khách đến tìm sếp, em đã mời về văn phòng ngồi đợi rồi ạ. Trời đất ơi, khách này muốn xuống tham quan xưởng của mình. Sao không nói họ ở đây chờ đi rồi tôi tới rồi đi luôn. À, vậy để em vào mời khách ra. Thôi được rồi, để tôi vô. À dạ. Dạ chào anh. Anh thích xe nào? Dạ xe nào cũng được. Chỉ cần một chiếc xe vừa vừa thôi, đừng có bị hư linh tinh là được rồi. Tùy Thịnh chọn thôi. Vừa vừa hay không vừa gì, miễn sao Thịnh thích là được rồi. Thịnh thích xe này hả? Dạ thích, nhưng mà chắc mất tiền lắm. Chỉ cần Thịnh thích là được rồi. Em ơi. Dạ. Tôi lấy chiếc xe này. Em làm tên giấy tờ của cậu này nha. Dạ, giờ mời chị làm thủ tục. Thịnh vô làm giấy tờ đi. Mời anh. Đây là những mẫu mới của chúng tôi. Anh cứ tự nhiên xem nha. Những mẫu này sẽ được đưa vào catalog của tôi vào tháng sau. Anh coi đi. Tự nhiên coi đi anh. Thật là tuyệt. Tôi thích nó. Có thể là tôi mua nó để dùng chứ. À vậy hả? Còn rất là nhiều mẫu mã khác nữa. Mời anh qua khu B xem tiếp nha. À, anh Sang. Hả? Chúng tôi có thể mở chi nhánh ở Đài Loan được không? Được chứ. That's good idea. Nhưng mà chúng ta sẽ phải thảo luận nhiều vấn đề này á. Tất nhiên rồi. Ok, vậy thì mời anh qua office của tôi để bàn bạc thêm ha. Ok. Mời anh.
cảm ơn chú Sáu. Bi. Dạ. Chú Sáu hỏi này cái. Lỏng rầy, má con còn ra ngoài vào ban đêm không? Dạ, bữa có, bữa hồng. Đi có lâu không? Dạ, bữa lâu, bữa hồng. Thôi được rồi, con vô đi. Dạ. Vợ tới nước cũng muốn vô ngồi uống, sợ bị bóp bùa hay sao. Mai tới ngày thăm dì Đông, bà tính sao? Tới ngày đi, tính gì mà tính. Vậy mai bà dọn hàng nấu cơm cho mấy đứa nhỏ rồi tôi qua tôi chở bà đi ha. Tưởng có mối khác, mập thịt mướt da hơn chứ. Bà không biết là tôi ngán mở hay sao vậy? Sao? Gì? Nó nghe nè. Quẩy lưng vậy sao tôi nói? Sao? Bộ có chuyện gì hả? Sao tôi thấy né né tôi vậy? Né đâu né. Mà nhậu nữa nha. Có chuyện nè, nói cho tôi nghe đi Sáu. Đâu có chuyện gì đâu. Mấy bữa nay hai có thấy bà Tư của tôi bà đi chợ không? Có. Thỉnh thoảng. Rồi hai có nói chuyện gì với bà không? Biết chuyện gì đâu nói. Với lại bà gặp tôi, bà né y chang như là tôi bị bệnh cùi vậy đó. Ủa, bà không có nhắn nhủ gì với hai hết hả? Vậy là có chuyện nè, đúng không? Chuyện gì? Đừng có giấu tôi. Nói thiệt đi. Vậy là cái chuyện mà bữa giờ người ta nói với tôi là có thiệt rồi nè, đúng không? Ủa, chuyện gì? Thì chuyện Năm Thọ đó, nó mê mấy người đó. Rồi nó nói với chị Tư mấy người á là dẹp tôi qua một bên đặng nó sát vô, nếu không á bà ra chợ bà quậy tôi, đúng không? Không có. Tôi là tôi không có muốn hả hai bị người ta quấy rối nên tôi phải né vậy á, để hai khỏi phải mang họa. Cảm ơn. Tôi không có cần đâu. Mấy người về nói với chị Tư mấy người á là khỏi. Tôi nghèo lắm, tôi không có mơ mộng gì đâu. Năm Thọ nó mê ông thiệt á, ông sáp vô nó đi, nó giàu nữa, vậy á ông xuống cái thân. Tôi nói thiệt nha, tôi không có nghĩ ngợi gì hết á. Tôi còn mừng cho ông nữa đó, tôi còn vỗ tay cho ông nữa đó. Trời ơi, hai ơi là hai, tới hai mà cũng nghĩ như vậy á thì chắc tôi chết quá. Trời ơi, khổ quá. Khổ gì? Sướng chứ sao khổ. Về nói với chị Tư ông á, khỏi cần bận tâm tới tôi.
khỏi dẹp. Tôi chỉ cần yên ổn thôi, yên ổn để ra chợ bán mỗi ngày, kiếm tiền về nuôi con tôi, vậy là đủ rồi. Hai, đừng có đụng với tôi. Hai đừng có nói vậy mà. Tôi chỉ cần hai hiểu cho tấm lòng thiệt tình của tôi là được rồi. Còn tôi nói thiệt á, tôi không có ham ba cái của cải vật chất tiền bạc gì của người ta đâu. Tôi chỉ cần người nào đó làm cho cuộc sống của tôi vui vui là tôi được rồi đó. Tôi không phải hề, tôi không có biết Tiêu Lâm, đâu có làm cho vui được. Tôi đâu cần hai làm hề đâu. Tôi chỉ cần mỗi ngày mà hai cứ píp 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 là tôi cũng thấy vui. Vui gì? Già rồi nói chuyện mắc dịch không à. Tao nghe được tao cười chó. Thôi ha, về ha. Chị mai qua chở đi thăm gì đâu nha. Ha. Ừ. Vậy thôi tôi về ạ. À. Về đi. Mai đúng giờ hen. Rau dập hết rồi đó. Mai tôi đợi á. Ừ. Mai tôi chắc chắn qua chở đi mà. Đây là nhà của ai vậy? Dĩ nhiên là nhà tôi. Tôi mới có thể đưa Thịnh về đây chơi tự nhiên được chứ. Chắc Thịnh không phải là người đầu tiên tới đây đúng không? Tất nhiên. Đã biết mình là người tới sau thì đừng thắc mắc là bao nhiêu người đi trước mình. Thật là không ngờ mẹ của thằng bạn mình trước đây nhìn cứ giống như là một mình phụ phu nhân sang trọng, kiêu hãnh, nghĩ là khó tính khó gần lắm. Ai ngờ. Tất nhiên, tôi vẫn khó với những người đáng khó. Và tôi cũng dễ gần với những người tôi cần. Ê mày, sao mấy ông già có bồ nhiều á thì ta gọi là chất, dân chơi. Còn tụi mình mà có bồ nhiều á thì gọi là hư hỏng, rồi cấm đoán. Công lý ở đâu? Công lý cái đầu mày á. Đơn giản thôi, tại vì mấy ổng á sợ mình giành hết gái của mấy ổng, hiểu chưa? Hay vậy. Ê, mà không biết Thịnh nó có bồ chưa ta? Trong đám là của mình nó là chững chạc với lại già dặn nhất thôi đó. Mày nói thiếu rồi đó. Không những thằng chả già mà còn nghèo nữa. Nhưng mà được một cái á là học hành đàng hoàng, học giỏi cho nên tụi mình nhờ cậy được. Nhưng mà tại tụi bay không biết đó thôi. Dạo này cha Thịnh á đang bị tiền hành. Để ý đi, mấy lần đi chơi với tụi mình hú có thấy mặt mũi không đâu. Không phải, mà tại vì chả có lớp dạy tại gia ban đêm đó, cho nên là coi bộ làm gia sư kiếm tiền dễ. Ham làm. Tụi bay không biết gì hết á. Tuy nói như vậy chứ cha Thịnh nó sống tự lập, sống vô cái đồng tiền mà ổng kiếm được, đỡ hơn ba đứa mình còn sống bám vô gia đình. Cái tính đó của ổng làm cho thằng này nể. Ê, coi chừng làm to nha. Sao vậy? Tao mới nhớ ra đây nè. Tuần trước tao mới gặp ổng đi shopping trong một shop thời trang, hơi bị lên đó. Đơn giản dễ hiểu thôi. Thì tính ra trong nhóm tụi mình chả nhìn ok, tướng tá mặt mũi đẹp trai,
thì được gái nào đó bao là chuyện đơn giản bình thường. Ôi da, bất dạy. Không sao. Mày nói chi tự nhiên cái tao ghiền. Rồi giờ làm sao? Có nào có em Út về không? Nếu mà có em Út á thì đâu ngồi đây móc mỏ vậy. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Ba thằng nhà giàu đẹp trai mà không thằng nào có gái hết hả? Ê, gì nữa? Gì nữa? Giờ kiếm gái đâu mày? Thằng tào lao tưởng gì? Muốn kiếm gái hả? Ừ. Lên trên mạng đó. Tao lại hai đứa bay. Gái trên mạng á toàn là xạo ke không à. Thì nó thả thính để nó câu mấy thằng giống như tụi mình á. Thì đâm đầu vô trong đó đi rồi. Chứ ở ngoài khác gì đâu. Tính ra bây giờ mà kiếm được một em nào đó vừa dễ thương, hiền lành thật thà, coi bộ căng à. Ê gì? Mà anh em tao nói thiệt nha, hai em bé có yêu ai thật lòng chưa? Ngu sao yêu thật lòng mày. Trời ơi, con gái bây giờ nó toàn là thả thính, rồi nó dụ mấy đứa nhà giàu như mình vậy nè để moi tiền thôi. Thật lòng. Thì đó, tụi bay á không có thương ai thật lòng thì sao mong người ta tôi yêu lại tụi bay thật lòng được. Mày nói hay lắm. Vậy mày có chưa? Tao cũng vậy. Trời ơi. Ê, nhưng mà tao biết được còn một người con gái tử tế. Ai? Nhưng mà khoan nha, không có dễ thương đâu. Là ai? Gần thôi. Cô giáo dạy kèm tao nè. Tao kể cho bay nghe. Tụi bay còn nhớ cái lần mà anh em mình đi chơi, cái gặp người con gái mà ngoan hiền đạp xe đạp đó. Ừ. Cái bàn tay tao nó không có yên, nó lỡ. Trời ơi, cái đợt đó chửi tao té khói luôn. Tao quay trở lại tính cà khịn xíu nữa. Ai ngờ tung cho tao mấy chưởng. Cái xe nó đè tao thiếu điều mà gãy cái giò luôn nè. Người đó đó. Cho vừa. Ủa, nói vậy là cái cô giáo đang dạy này là nhỏ đó hả? Đó. Quan gia ngõ hiệp vậy. Trái đất nó tròn. Mà mày biết không, bà già tao á, bà thấy cổ dữ dằn vậy, bà sẽ kìm kẹp được cái thằng này nên người. Không có đâu. Ghê. Bộ bà già mày tưởng là không có cô giáo chắc mày là đồ bỏ à? Chắc vậy. À, cạn nó vô cái. Dạ luôn. Ê Kiệt. Gì? Mà không lẽ ba má mày đi hoài tối ngày bỏ mày ở nhà vậy hả? Mà thấy cái nhà này không? Rộng lớn vậy nè. Mà chỉ có nhỏ ô sin ở à. Đôi lúc tao á giống như tao đang ở trọ trong nhà này vậy. Thằng cứ đi kiểu đó đó. Bỏ mặt con cái rồi tới lúc mà nó hư bắt đầu đổ hết tội lỗi lên đầu tụi nó. À thôi, chơi vậy đủ rồi. Tụi bay biến đi, cho tao học bài nữa. Gì vậy mày? Đang chơi mày làm gì vậy? À, hôm nay bộ cô giáo gia sư phù thủy của mày tới đây dạy hả? Nếu vậy để tụi tao ở đây rồi tụi tao chiêm ngưỡng dung nhan cô giáo đó đẹp cỡ nào. Ê, được rồi mày. Tầm bậy tầm bạ không. Bữa nay bà nghỉ nhưng mà bà có để lại cho tao mấy cái bài. Bà nói bữa sau kiểm tra cấp đôi. Biến. Ham học dữ không? Thôi. Về đi cho con người ta làm con ngoan trò giỏi. Tao mày qua rủ con Thịnh đi ba. Thịnh nãy tao mới gọi nó nè. Nó kêu nó kẹt xô rồi. Trời chán. Thôi, tao mày đi ra ngoài kiếm gà lạc. Thiếu gì trò chơi. Đi. Thôi đi. Đừng giận tao ha. Bữa khác tao buồn. Ok, ngày mốt karaoke. Ok. Chán mày quá. Coi ở nhà lo mà học bài đi. Mất công cô giáo Thảo quýnh cho te đầu. Đi à. Bye. Sao má không cho Bi đi thăm dì Đông? Toàn cho anh hai đi không à. Con trai gì đâu mà cái mặt bí xị vậy. Má với anh hai đi con phải nhận coi nhà chứ. Không có ai coi nhà là ăn trộm nó vô nó vét hết nhà mình luôn á. Nhà mình có gì đâu. Có chứ sao không có con. Với lại má với anh hai đi á thì anh hai anh còn biết chuyện này chuyện kia. Không, con đi con đâu có biết nói chuyện gì đâu. Trộn rộn chân tay má thêm nữa. Má công má phải lo cho con nữa. Thôi, vậy đi, có gì lần sau má dẫn đi nghe. Dạ. Này,
Trời ơi, mùa này không còn trái xoài nào đâu, khỏi kiếm. Giờ tính mua gì cho dì Đông đây? Thôi khỏi đi, để lần sau. Nè, tôi mua bá này nè. Hồi đó con Đông nó mê bá này lắm nha, nó thích làm điệu. Trời ơi, ba cái đồ rẻ tiền này, dì Đông bả sức vô bị dị ứng nữa là mệt đó bà ơi. Ông này, ông biết con Đông nó làm sao mà. Mình cứ mua thử đi, nó thích á thì lúc đó mình mua đồ xịn. Trời, tiền đâu mua đồ xịn. Ê, khi dễ tôi nha. Xin lỗi ông à, tiền mà mua cho tôi là tôi không có, chứ mua cho em tôi á, nhiều tôi cũng mua cũng sắm nổi hết à nghe. Chị Đông thiệt là có phước, có người chị nuôi như bà, sống mà có tình có nghĩa, còn hơn bà chị ruột của tôi. Ai nè, chuyện mà mấy ngày nay người ta nói á, hai đừng có quan tâm tới nha, cứ mặc kệ đi. Tôi chỉ nghĩ tới có mình hai thôi đó. Gì vậy? Gì dưới chân, gì ở gió vậy? Tự nhiên thấy nó nhức nhức. Chắc hôm qua lúc mà mình đứng mình rình á, đạp chúng gai hay gì á. Đâu tôi coi coi. Nhìn hoài không thấy. Không thấy đường không đó ông. Chết rồi hai ơi. Gì vậy? Đạp chúng mình hay sao nè? Rửa chân cho thú quắc hà. Trời leo. Mệt quá. Mệt cái đầu ông với chứ mệt á. Nói chuyện kỳ cục. Tại nhỏ lớn tôi cực khổ quá. Đi chân đất, đi riết, riết thì nó chai, nó thâm, nó sần vậy chứ. Mịn đâu mịn. Xin lỗi ông nghe. Coi vậy chứ thơm, không có thua gì gót sen người ta đâu ạ. À. Trời quảng cáo lố quá, coi chừng bị phạt à. Lố mà có người chịu, mới ngồi đó nghe chứ không nãy giờ chạy tám làng rồi. Ê hai ơi. Gì vậy? Tôi thấy như nó có vết bầm nè hai ơi. Lấy dầu sức vô đi. Gì? Thôi, bầm đâu bầm cái bụt lùi người ta. Ê hai. Hai á, gót chân hai mà có cái mụn ruồi vậy á, khổ lắm á, cả đời bôn ba đó. Gì vậy? Tự nhiên chuyển nghề thầy bói ngang hông vậy? Thì tôi nghe người ta nói vậy đó. Thảo leo. Ủa Lâm đâu rồi? Ừ, hôm nay tôi đi có một mình ên tôi à. Nó nói là nó đi ra ngoài công trình với ông chủ lớn, nó không có dám nghỉ. Ủa là sao? Nó đang học mà. Nó được người ta nhận đi làm thêm. Cái chuyện học hành của nó làm sao? Trời ơi, nó lớn rồi nó biết sắp xếp cái chuyện học hành của nó. Tôi với ông có biết gì ba chuyện học với hành đâu mà ló à. Trời đất ơi, chuyện vậy mà không nói cho tôi biết nữa. Nhưng mà tôi nói trước á, đi mà không có nít là gì Đông gì buồn lắm á. Bi ơi. Dạ. Lấy cái nón luôn con. Dạ má. Má cho con đi thăm dì Đông luôn. Ở nhà mình buồn. Nè, xách cái vỏ. Má. Ừ, rồi lên xe đợi má đi. Má khóa cửa cái. Tôi ngồi sao luôn hay ngồi bển với ông? Ngồi sao đi. Bi đỡ má con lên con. Rồi, được rồi con. Sướng nha. Thấy sao? Trời ơi, tự nhiên bữa nay cái bụng nhỏ nhon dữ ta. Đó, thường anh Sáu cho nên em ráng tập thể dục mới nhỏ bụng quá chứ. Động lực tình yêu quá, công nhận tốt đấy. Từ, nhìn kìa. Cái gì vậy, cái gì vậy? Hai người, trời ơi. Trời đất ơi, chở nhau như là đi du lịch vậy đó, chịu nổi không? Thôi được rồi, tức mình cái thằng này ghê á, Năm bình tĩnh, để nó về chị xử đẹp đó. Ê, khoan, đừng có xử ảnh, để em gặp ảnh, em nói chuyện con sao đã. Cũng đúng ha.
hay là Năm gặp nó, Năm nói chuyện có ý tứ nó làm sao. Còn con kia để cho chị, đừng lo. Trời ơi chị ơi, phải mạnh tay lên. Chứ mà chàng ràng kiểu này em ứa gan quá. Có ngày em đứt mạch máu não em chết. Được rồi, bình tĩnh bình tĩnh. Mạnh cỡ nào chị cũng sẽ mạnh, có động lực chị mạnh ngay. Phải mạnh tay lên nha. Hôm trước em nói cái vụ gì mà mấy cái dây hụ gì cho con Thí với con Nga là sao chị không hiểu. Thì đó, cái vụ đó đó. Tao nói dạo này mắc cái gì mà người ta tin tưởng em, người ta cứ nhào vô đưa tiền cho em. Em mở mấy chục dây hụi luôn vậy đó. Bây giờ đi gom mệt xỉu luôn, không có ai phụ hết á. Vậy hả? Em tính vậy nè, em tính á, nếu mà anh Sáu anh về với em á ha, cái em coi con Nga An Thúy á, giống như cháu ruột của em. Em chia mấy chục dây hụi cho tụi nó làm phụ em, chứ em mệt quá rồi chị ơi. Mà làm sướng nha, tụi nó khỏi phải đi kiếm việc làm cực cái thân, rồi nắng nôi nữa. Chị ở nhà rảo đi gom hụi thôi cũng có tiền xài. Thấy em tính hay không? Thôi được rồi. Năm mày yên tâm, chuyện cái con mắm đó đó để chị lo. Chị sẽ xử đẹp, không đẹp không ăn tiền. Dạ. Còn lại ha. Dạ. Em cứ lo rù quá nàng Sáu. Còn nữa, còn chuyện này quan trọng hơn nè. Đảm bảo em sau khi chuyện thành á, chị xử rất đẹp. Mà còn em á, không biết chơi đẹp với chị cũng xử đẹp em luôn. Hả? Trời. Chị rất là nhẹ nhàng. Trời ơi Tư ơi Tư, chị nhìn sao? Em với chị á như là thể tay chân. Đúng không rồi. Lẽ chị nghĩ em vậy? Đúng chị rồi. Nhìn mặt em đi. Mặt em đi. Mặt một mâm đúng không? Đúng rồi. Mà cái mặt này á là người ta nói là vừa phúc hậu nè, vừa dịu dàng nè, hiền lành thánh thiện, trong sáng và thật thà đó. Em mà không thật thà em hỏi chị làm sao mà hả thiên hạ bu vô em mở hụi dây hụi bắt em làm, đúng không? Cũng đúng. Chị á, chị phải tin em. Nghe Tư, tin em đi. Em nói chị nghe nè. Gì vậy? Em á hả, mà em lấy được Sáu về á, trời ơi em sướng như tiên vậy đó. Cái lúc đó hả, Tư cũng là tỉ muội với lại thần tiên chứ bộ. Chịu không? Chịu. Thấy cái mặt mê tiên mê trai biết rồi. Được rồi, nè, quyết định vậy đi nha. Yeah. Nhớ rồi chưa? Đi. Tỉ muội mình nhớ nha. Biết rồi, chị em như em tay chân để đó chị xử không đẹp. Bảo đảm như nì giả rách luôn. Làm anh tay lên nha. Khỏi lo. Cậu, cà phê nè cậu. Cảm ơn chị. Cậu làm nghề gì mà tôi thấy cậu nhàn rỗi quá vậy? Tôi mà làm gì chị ơi, tôi thất nghiệp chuyên nghiệp. Thất nghiệp mà có tiền xài, ăn uống thì toàn là vô mấy cái quán ngon không à. Tôi cũng khoái thất nghiệp vậy lắm á. Chị có cái quán chặt chém đều đều, vậy mà còn chưa đủ khoái sao? Quán nằm trước cái trung tâm thần kinh vậy nè, ít người vô lắm cậu ơi. Vô đây ngồi đi, vô đây ngồi đi. Chờ lát hết mưa rồi đi tiếp. Chị, vô đây cho tôi hỏi thăm một chút được không? Trời ơi, tôi thấy thời tiết bây giờ nó thất thường quá. Muốn nắng nắng, muốn mưa mưa, giống như sắp tận thế à bà ha. Cái miệng của ông á, đương nhiên cái mưa ngon lành à. Chị có biết mấy người đó không? Không. Nhưng mà hả, tôi thấy họ tới đây thăm bệnh đều đặn lắm. Có vẻ nhà nghèo mà họ cũng ít có ghé quán tôi lắm. Bộ cậu quen với họ hả? À không, chỉ là bạn thôi. Tôi tưởng chị quen với hai người đó, muốn nhờ chị hỏi thăm về bệnh nhân, à về người thân của hai người đó. Cậu muốn hỏi gì vô thẳng trong bệnh viện mà hỏi. Mà tôi thấy bạn cậu có vẻ kỹ tính quá ha. Mấy người đó là vua trùm sọ, phải không? Không có đâu. Thôi để tôi đi ra ngoài, tôi coi có khách cần gì nha cậu. Dạ cảm ơn chị. Mưa còn dày nè, không biết chừng nào nó mới ngót nữa. Rầu thúi ruột luôn hà, rồi không có vô trỏng được á. Rồi con Đông nó đợi, nó chờ, nó buồn á. Trời ơi, cái chuyện nắng mưa đó là chuyện của trời, chứ đâu phải tại mình đâu. Có gì đâu mà trách với buồn không biết nữa. Sao cái gì cũng đổ thừa ông trời được hết vậy? Ông đương mưa đó ha. Nói bậy bạ đi, rồi ông làm cái rầm một cái ha, là ông nhảy đành đạch tại chỗ à. Gì cũng đổ thừa ông được hết à. Một nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt này. Em thường ngày bước đi trên con đường về. Một nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt này. Cho xinh xinh em ta màu ái chắc tin. Mới có hồng nào. Gì vậy? Cái gì vậy mày? Tao đang cao trào mà. Cao trào cái đầu mày á? Thằng. Mấy cái trò này tụi bay cứ chơi tới chơi lui hoài, tụi bay không chán hả? Chứ tao chán tới cổ rồi đó. Chứ giờ mày muốn gì?
Tao chỉ rảnh được có 2 tiếng đồng hồ thôi, làm được gì khác. Ê, thôi đi. Nhưng mà ngẫm nghĩ á, thấy tụi mình cũng hiền thiệt. Thanh niên trai tráng, thấy không? Nút ngàn vậy nè, vậy mà không dám thử mùi đời. Ê, hay là giờ mình vô trong động, kiếm mấy em nào đó chỉ cho mình mùi đời. Thôi mày, ý của mày là đi tìm gái điếm á hả? Ê, thôi nha, ông bà già tao mà biết á là ông cắt diện chợ suốt đời luôn á. À ha, ông bà già lúc nào cũng nói tình dục tự do là con đường ngắn nhất dẫn đến sida. Mà ông bà đâu có biết sida đâu phải ai cũng dễ mà dính đâu. Với lại đâu phải sida chỉ dây lây qua đường tình dục không đâu. Nè, bình tĩnh nghe anh mày phân tích. Bây giờ mình chỉ cần kiếm một em nào đó tươi tươi, quan trọng là phải sạch nha. Xong rồi mình nuôi để mình giải khuây thôi. Rồi đến lúc nào mà mình lấy vợ thì mình tính sao? Nói như mày á, giờ tao hỏi nè, bao nhiêu em biết em nào sạch, em nào không sạch? Đâu có em nào mà được đi mà kiểm duyệt kiểm định gì đâu, đúng không? Lo sao? Lỡ mà dính vô một em hè phố nha mày, là tiêu hết cả đời của lụ đó. Mấy chú rườm rà quá. Có gì đâu còn khó. Chuyện đơn giản nhất bây giờ á là nên kiếm cái chị nào có chồng rồi là xong. Là sao? Đúng không? Nè nghĩ đi, cái người phụ nữ mà có chồng rồi á thì chắc chắn là họ sẽ không có lang bang, đúng chưa? Còn nữa nha, họ sẽ không bao giờ ăn dạ mình phiền phức. Tại vì họ có chồng thì họ phải giữ chồng, đúng không? Giữ hạnh phúc gia đình, làm sao dám làm phiền mình, đúng chưa? Đâu có sợ. Ấy vậy, lâu lâu ông nói còn có lý quá mày. Sư huynh, nay lên giữ nha, nhiều trò ghê á. Được. Thấy em khỏe như vậy nè, hai đỡ phải lo. Đông, bữa nay á hai không có mang xoài, hết mùa xoài cát rồi, đừng buồn nghe. Trời ơi, hai cứ mua xoài cát quả lọc cho em ăn hoài à, tốn tiền lắm, mua gì để rẻ thôi. Hai có mang cho em này nè. Nè, em coi đi. Hồi đó, suốt ngày nào cũng vậy, em cứ lấy máy này nè, em chét em bôi lên trên mặt em đó. Giờ nè, cái tóc tai nè, bù xù, xấu quắc à. Lấy cái này chét lên, chải cái tóc lại cho nó đẹp ha. Hai coi cho em đi. Bây giờ em xấu dữ lắm ha hai. Không có đâu cô Đông. Ý của bả là muốn đem cái này vô để coi cô có biết trang điểm hay không á mà. Chứ ba cái hàng thử này bả mua ba cái đồ si ba chao không hà. Yeah. Không có. Hai á là hai mua mấy cái đồ này nè, nó thường thường để cho Đông chét thử coi sao, coi có chịu hay không. Chịu lúc đó hai mua hàng xịn cho Đông ha. Mua đồ góp. Cái gì tôi góp với bà ha. Ông bớt nói được không? Xin lỗi, tôi lanh chanh quá. Ai hả? Ông Sáu. Ông Sáu bán bánh tét á hả hai? Không phải đâu. Không phải là chú Sáu gì mà bán bánh tét đu đủ hay bán ông vịt lộn gì đâu. Chú Sáu chạy xe ba bánh đó gì. Trời ơi, sao bà ba nè, bà làm gì bà quen nhiều ông Sáu vậy? Ủa, chứ ông nghĩ thì sao? Tôi ngồi tôi chóc mỏ lên mấy chục năm trời, có một mình Sáu ba ghét thôi sao? Hèn chi lòi ra một đống vô thừa nhận. Thôi kệ đi, tôi lỡ thương rồi, tôi chấp hết đó. Mãi mãi tôi chỉ là người đến sau thôi. Ông ghen á hai. Hai đừng giấu em biết rồi. Biết gì? Ông chồng hai phải không vậy? Hai làm gì có chồng con đâu à. Công nhận là cô Đông nha, công nhận cô khùng mà. Hai, ông chửi em khùng kìa hai. Ông khùng á? Khùng là ổng khùng á. Đúng rồi. Bữa nay trời nóng quá cho nên bệnh nó tái phát à. Hai chọn chồng phải cẩn thận nghe hai. Lỡ mà chọn làm người khổ giống em đó hai. Hai biết rồi, không có chồng con gì hết á, đừng lo, nghe không? Vậy chưa phải chồng hả? Mới bộ bịch thôi hả? Chi mà thấy lần nào đi qua đây thăm em, ông cũng tò tò đi theo hết hả? Gì đâu, chú Sáu không phải là bồ của má đâu, chỉ là tài xế mối của má thôi à. Đúng rồi đó. Ai đây? Thằng Ti hả? Thằng Ti nó sao nó lạ quắc vậy nè hai? Không phải thằng Ti, thằng Bi. Dạ, anh Ti anh lớn rồi, anh đi học người ta gọi là Lâm. Không có ai gọi là Ti nữa. Đúng rồi.
Lâm là thằng Ti. Thằng Lâm là thằng... Đúng rồi. Thằng Ti á là thằng Lâm, còn này là Bi, nó là con của hai ha. Thằng Lâm là cái thằng mà hôm trước á là mỗi lần mà hai vô hai thăm Đông á là hai dẫn nó theo đó. Nhớ không? Sao bữa nay Lâm nó không vô thăm em vậy hai? Thường thôi. Dạy thêm á mà lên ghê. Điệu này chắc chém học sinh như chém chằn quá. Ê, mày nói sai rồi. Chém học sinh rồi nào? Ổng không chém phụ huynh thôi, chém học sinh làm gì? Đúng không? Hồi đó mỗi lần rủ ổng đi chơi á, năn nỉ ổng gãy lưỡi. Còn giờ á, ổng còn sung hơn tụi mình nữa. Mấy chú còn non lắm, phải nên trải nghiệm đời nhiều một tí ha. Ghê không? Thôi, anh hát tiếp đi. Trời ơi. Từng dịp em còn thơ đây, em thân ngày bước đi trên con đường về. Alo, tôi nghe nè. Đang làm cái gì mà tôi gọi hoài không nghe máy vậy? Đang họp với lại mấy người phụ huynh học sinh đó mà. Tôi kêu nghỉ dạy đi rồi mà. Thì cũng phải là dạy hết khóa mới nghỉ được chứ. Vậy đi nha, có lẽ cái gì gọi lại sau.